Rồi, ok, xin chào các bác. Thì ở cái clip trước ấy, em đã mở hộp với con G8 cùng với con Wing này. Thì clip này em sẽ test cái con Wing này cho các bác xem. Thì chắc các bác cũng biết được là lần trước em có lấy một con Wing nhưng mà nó hơi xấu, cho nên em phải phải trả lại để mà em lấy con Wing nó đẹp hơn. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, mua con Wing này cũng chỉ vì cái ngoại hình và cái màn hình của nó thôi. Chứ con Wing thì các cũng biết rồi đấy, nó cái chip 765 nó hơi yếu. Chứ còn ngoài ra thì các bác cái việc xoay như thế này nó cũng không phải là ai cũng cần cái xoay như thế này. Bản thân em cũng không cần cái xoay này. Em cũng chỉ cần cái màn hình nó, cái điện thoại nó bình thường như thế này thôi. Nhưng mà có xoay thì nó có vẻ độc lạ hơn tí, nhưng mà bản thân em không cần thiết. Nhưng em chỉ quan tâm là cái thiết kế của con này nó gần tiệm cận với cái sở thích của em. Đặc biệt là cái màn hình. Em sẽ nói luôn về cái màn hình, là các bác có thể thấy là cái màn hình nó là cái dạng cân đối, hai hai cạnh trên dưới nó tuy còn hơi dày nhưng mà nó là cân đối, và hai cạnh viền của nó rất là mỏng, nó phải mỏng gần như là mỏng nhất của nhà LG hiện tại bây giờ. Như con Velvet ấy, nó cũng rất mỏng, con này cũng tương tự như thế, nó rất mỏng. Và thứ ba nữa là cái cắm trước ấy, cái cắm trước là nó không ở đây, nó không đục lỗ hay là không làm cái gì nó khuyết tật. Em thích, rất thích điều đó. Này các bác có thể thấy cam trước nó thì nó dạng thò thụt như này đó, có thấy rồi đấy đó. Em thì đặc biệt quan tâm của con này về ngoại hình thôi, chứ không quan tâm nó một bất kể một cái gì khác, chỉ quan tâm ngoại hình nó và cái màn hình nó không khuyết tật. Thì em sẽ show cho các bác là cái ngoại hình của con này. Thì em cũng có lướt qua rồi, thì em thấy là nó có vẻ rất là ổn. Đây các bác thấy này, đây là cạnh trái đây, các bác thấy không, nó gần như chưa xước một tí nào. Đây có một chấm ở chỗ này, có một chấm xíu xíu xíu. Nói chung các bác, nếu mà em nghĩ là camera cũng không nhìn thấy, mắt thường thì nhìn thấy nhưng camera không nhìn thấy. Đây cái cạnh dưới, đây cạnh dưới thì còn nguyên cái siêu này, và cái lỗ sạc nó cũng gần như chưa xước luôn, hơi hơi xước xước một chút xíu thôi, chấp nhận được, quá đẹp, không vấn đề gì. Còn đây là cạnh phải đây, thì cạnh phải nó cũng thế, chưa xước một tí nào luôn, các góc cũng chưa xước. Đây là cạnh trên cũng chưa xước tí nào luôn, đó rất là đẹp. Sẽ mở cái màn hình xoay ra, thì thường thường ấy, cái xoay này nó sẽ để lại một số cái vết khi mà xoay ở chỗ này này. Thì con này cũng có một chút xíu đây, nhưng mà không biết các bác có nhìn thấy không, em nghiêng nghiêng như này có thể các bác cũng không nhìn thấy đâu, nhưng mà mắt thường em nó có một chút hơi hơi sương sương một chút xíu thôi. Thế này, chỗ này này, nhìn các bác nhìn chỗ này này, đó biết các bác nhìn thấy không, nó hơi hơi sương một chút xíu đấy. Thì cái này không thể tránh khỏi được các bạn, tại vì cái cơ cấu xoay của nó sẽ bị hơi hơi va chạm vào đây, nhưng các bác không thể tránh khỏi được. Đặc biệt là chỗ này, cái chỗ vòng xoay này này, đây đây các bác có thể thấy này, chỗ này thì các bác nhìn thấy rõ hơn đây, có một phía trước chỗ này này, đúng theo một vòng luôn, vòng xoay của cái cơ cấu xoay này thôi. Đây nữa đó, nhưng mà cái này thì em biết và em chấp nhận được, tại vì nếu như mà không sử dụng hoặc là sử dụng rất ít thì không xoay ra mấy thì không sao đấy, chứ xoay ra chắc chắn là bị, nhưng mà như thế là ổn. Các góc của cái màn này, của cái màn hình chính này thì nó chưa bị va đập gì cả, rất là ngon. Nói chung là con này em về ngoại hình em thấy nó ok, nó đẹp, gần như là chưa xước cái gì cả. Đây đây sẽ em show cho bác cái cụm camera để em lau đi phát nào. Đây lau cái khăn này nó có ướt và nó để lại cái bụi các bạn. Đây gần, thật là gần vào đó thì các bác thấy nó cái cụm camera cũng gần như chưa xước một tí nào. Nếu mà nghiêng nghiêng ánh điện ấy, thì nó thấy là một số cái sức dăm, nhưng mà như thế là quá ngon rồi, nó không 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 rõ ràng như cái con lần trước em lấy. Rồi ok, về ngoại hình là ok rồi. Còn về cái màn hình ấy thì có khi em không khỏi cần test, nhưng mà em cứ test cho các bác xem. Thì cái con này các bác cũng test ngoại hình thôi,
6, 8, thằng sao con này như là 100. À không phải, à không phải các bạn, em quên rồi. Sao thằng 4626 thì phải, 4626333. À không phải, nó là thằng sao 4626333, thằng sao 100. À, không phải, à à 4 4 mấy nhỉ, thằng sao con này mã bao nhiêu để em lại nhìn lại xem. Cái con Wing này, à 100, cái con Wing này em cũng ít được dùng nên là không nhớ cái mã của nó, test của nó là gì. Hình như nó là sao thang 46 2633 thang sao 100 thang, không phải, không phải thì nó là cái gì, thang sao 46 633 thang sao, à như sao thang, sao thang 100. Đấy, à, nhớ rồi, ok, ngon. Test cái màn hình. Pin này, pin là 21%. Pin 21%. Đây, cho các bác xem cái này luôn. Thì cái này nó lại không hiển thị cái dưới này cho anh em mình test các bạn. Chơi là thôi, không quan tâm nữa. Đấy. Còn cái gì nữa nhỉ? Bên này thì có LCD test này. Em sẽ test cái màn hình cho các bác xem. Đây, để cái màn hình trắng này. Đó. Các màu này. Đó. Nói chung là con Wing này thì em không thấy nó có bị hiện tượng là phần trên xanh hoặc phần phần dưới vàng. Thì con Wing em thấy nó rất là đều màu. Đấy, nó hơi bị đều màu luôn. Đấy, cho nên em thấy nó ổn. Con này không bị kiểu mà một phần nào đó nó bị kiểu kiểu hơi lông màu ấy, nhưng con này không bị, con này là đẹp. Ok, cái màn hình ok rồi, chỗ này chỉ có thế thôi, sang bên phần kia. Ok, con Win này làm gì có áp suất để mà test nhỉ? Không hiểu, nhưng cứ test thử xem nào. 1.4. Con Win này không có, con Win này nó không có cái chống nước đâu nha các bác, cho nên các bác test cũng bằng nhau thôi, không giải quyết được cái gì cả. Rồi ok, tắt đi. Đấy, các bác vào ấn thì ấn cái gì, ấn gì giờ cái này, test cái gì áp suất chỗ này nữa. Rồi ok, em sẽ test cái rung này. Ok này, rung này, ok này, cảm biến tiệm cận này. Đây, có thể này, đó, đó, các nút này, tăng giảm âm lượng này, tăng âm lượng này, giảm âm lượng này, đấy, nút cool star này đâu nhỉ? À hết rồi, hết rồi. Ok. Camera thì các bác xem mấy clip test con V50 với con G8 của em ấy nhá, thì các bác cứ vào cái trình camera. Rồi các bác quay 4K bật flash 2 phút xem nó tụt bao nhiêu nhé. Con này thì hồi để tí em test được cảm biến, à quên cái cảm ứng. À. Test cho các bác, để các bác nếu mà mua con Wing này thì các bác cũng biết mà test thôi. À, các bác test cảm ứng xem nó có vấn đề gì không. Hình như con này ok rồi. Ok. Tuyệt vời. Cảm ơn, ok. Còn cái gì nữa nhỉ? Camera thì tí em ra ngoài em test nhé. Còn cái gì nữa nào, cái gì nữa nào. Thôi bỏ đi. Con này em quan tâm về ngoại hình thôi mà, cho nên là test camera nữa. Thì các bác cho về video, các bác chỉnh lên 4K cho em, 4K 60 này. Đó, bật flash lên, bật luôn. Này các bác quay, quên em xem bao nhiêu phần trăm, bây giờ nó đang là 65% nhé, 65%. Quay thử xem nào, quay 2 phút rồi ok. Cái con Wing này các bác, em đang quay ở cái chế độ bình thường này thì em thấy nó hơi giật hơn so với con V50 và con G8. Đấy. Tuy là hình ảnh nó vẫn rất là đẹp nhưng mà em cảm giác là nó có vẻ giật hơn. Đấy.
Thực sự là cái con Wing này ở cái camera của nó thì cũng bảo là nó chống rung các thứ tốt đấy, nhưng mà thực ra là ở cái con Wing này khi mà bật cái chế độ gimbal lên, nó sẽ là hai cái góc rộng, bắt đầu là nó làm một thuật toán để mà nó như kiểu là chống rất là tốt, nhưng mà em thấy là chất lượng nó không không được tốt cho lắm, quay vui vui thế thôi mà em cũng không cần cái đấy mấy. Rồi ok, đang là được khoảng 1 phút rồi. Con Wing này được cái là trong lúc quay này các bác có thể chuyển được góc, đang quay có thể chuyển được gần rộng xa đó, cũng khá là hay. À, gọi điện cho em này. Thôi, tắt đi đã. Đang bận mà mấy thằng bé nó gọi các bạn. Thôi được rồi, đợi tẹo nó được gọi lại đó. Em thấy trống rung nó không được ngon như hai con kia các bạn, không được ngon như con V50 thôi, nhưng mà nó vẫn chấp nhận được, vẫn ngon, hình ảnh nó vẫn là sắc nét. Đấy, các bạn thấy này, rất là gần luôn, xoài rất là gần luôn, được. Ok, 2 phút đã xong, 2 phút rồi các bạn, 2 phút. Ok, đây, thì sau 2 phút đây nó còn là 63%, 63% thì nó mất 2%, thì em đánh giá như thế là ổn. Thì con tiếc là con Wing này nó pin của nó chỉ có 4.000 thôi, nó bằng con V50 thôi, cho nên là mà hơn nữa là nó gánh cái mình to hơn hai mình nữa, cho nên là nó có thể yếu hơn thì cũng không thể không trách nó được. Rồi, ok, con Wing này lấy ở chỗ đây, lấy chỗ của bác Dũng nhé, đây này em vừa bóc ở đây này. Lấy ở chỗ bác Dũng nhé, thì con Wing này em hài lòng, không vấn đề gì cả, và sẽ dùng nó một thời gian rất là lâu, sẽ qua giờ chán thì thôi, không biết là được 3 4 tháng nhưng mà sẽ chán thì thôi. Ok, con này đối với em là ok rồi, còn không biết đối với các bác thì thế nào, nhưng mà đối với em là ok rồi. Ok, chào các bác. Nếu các bác là mua Wing thì test mấy cái cơ bản như em vừa làm cũng được. Rồi, ok, chào các bác nhé.